Quân khu 3 vừa kết thúc hội thao huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 với 4 nội dung thi toàn diện trên cả 4 lĩnh vực công tác của quân đội. Hội thao đã trở thành sân chơi để chiến sĩ tranh tài sôi nổi, giúp đơn vị bước đầu đánh giá chất lượng huấn luyện tân binh trong 3 tháng vừa qua. Trên thao trường sư đoàn 395, cuộc tranh tài giữa các đội với thành phần là cán bộ huấn luyện và chiến sĩ mới của các đơn vị quân khu 3 diễn ra gay cấn. Tham gia phần thi bắn súng, chiến sĩ Nguyễn Văn Nam đã xuất sắc đạt thành tích 3 điểm 10 ở bia số 4. Có cái buổi đi thực hành bắn thì tôi phải rút kinh nghiệm sau từng lần bắn, rút kinh nghiệm sau từng viên đạn, chất chiêu từng viên, bắn tập như bắn thật và bắn thật như bắn tập. Ôn luyện đầy đủ các nội dung, nhưng các đội thi sẽ bốc thăm lựa chọn phần thi, đòi hỏi phải huấn luyện toàn diện. Khi mà tham gia hội thao thì tôi cảm thấy là các nội dung thi thì nó cũng không phải nội dung khó, gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn tại đơn vị nữa. Dù trời mưa, nhưng không khí thi chạy 100m và co tay xả đơn vẫn rất náo nhiệt. Mưa nắng thất thường, những điều kiện tự nhiên rất bất lợi nhưng trở thành thử thách để các tuyển thủ tham gia hội thao huấn luyện chiến sĩ mới chinh phục. Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, vượt qua cả những giới hạn của bản thân, bằng ý chí kiên cường, bền bỉ cùng kỹ năng, kỹ xảo được rèn luyện trong 3 tháng tân binh đã được các tuyển thủ thể hiện bằng những màn so tài nảy lửa, giàu chất lượng chuyên môn. Trong phần thi giáo dục chính trị, thay vì đưa ra câu hỏi xuôi theo cách truyền thống, ban tổ chức đã hỏi ngược, hỏi xoáy. Đây là cách ra đề mới, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải nắm chắc kiến thức, có khả năng liên hệ, vận dụng. Tuyệt đại đa số đã nhận thức được vấn đề cơ bản của 6 bài giáo dục chính trị, đặc biệt là những vấn đề hỏi ngược, hỏi khó, mang tính chất đấu tranh, mang tính chất phản biện, thì các chiến sĩ là nhận thức rất là tốt. Trước đó, ban tổ chức xác định hội thao có cường độ cao, liên tục, luân phiên trong điều kiện thời tiết thất thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Quân khu 3 đã giao nhiệm vụ cho sư đoàn 395 chuẩn bị chu đáo, kỹ càng để hội thao diễn ra an toàn tuyệt đối. Các cái nội dung có nguy cơ mất an toàn cao thì tổ chức chỉ huy của các đơn vị tiến hành giám sát chặt chẽ, hướng dẫn bộ đội và tổ chức là rút kinh nghiệm sau mỗi lần kiểm tra. Những bài học, kỹ năng từ thực tiễn hội thao sẽ được các đơn vị học hỏi, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị mình. Người cán bộ kỹ thuật sẽ được bổ túc thêm về những cái kiến thức về công tác hậu cần. Và ngược lại thì các đồng chí là trước đây là làm công tác hậu cần thì cũng sẽ được huấn luyện và bổ túc thêm về công tác kỹ thuật. Chuẩn bị chu đáo, thi đấu hết mình, kết quả công tâm, hội thao khẳng định thực chất kết quả huấn luyện tân binh để sau khi kiểm tra 3 tiếng nổ, chiến sĩ sẵn sàng cho lễ tuyên thệ thiêng liêng.